có đấy nhỉ. Lý có thật đấy.
Thank you.
được. Con to nhỉ bác nhỉ? Vâng. Được hai con to. Vâng. Mấy con bé nữa à? 5 con bé. Dạ. Yeah. Con đi câu á hay là như nào lấy được? Con đi câu. Ừ, thế để bác đi lấy đồ cân lên đây nhá. Vâng. Cái chầu đó. Lưới à? Vâng. Cân cái chậu lên xong là tí nó trừ đi nhỉ. Được 5 lạng cái chậu rồi. Bắt hồ bác lên con cá ra đi. Đấy vào đấy, cái chậu này. Con nheo này to lắm bác à. Vâng. Con đây kìa, trơn lắm. Ui, dù dài mà nha. Vâng. Thích thật đấy. Thế con mấy con bé này có bán không? Không ạ, à, để cho mấy con mèo đó ạ. Để cho mèo à? Vâng. Ừ, thế thì tính hai con này thôi nhá. Vâng. Hẳn cân hai con này nhá. Vâng. Được bao nhiêu cân nào? Thì 7 cân rưỡi con, 7 cân tròn ạ. 7 cân rưỡi, 5 làng cái chậu. 7 cân tròn nhá. Vâng. Bộ bác lấy xuống. Hai con cá thích nhỉ? Vâng. Không, béo. Con chép này ơi nha. Chép này à. Ngon lắm này. Lấy câu câu về câu được à? Vâng. Nhiều nhỉ. Xét con nheo này nữa. Này con câu cái móng của nó này. Thích nhỉ? Vâng. Thế bán như nào? Vẫn như mọi lần hay như nào? Vẫn như mọi lần đó ạ. Cân cân bao nhiêu? 100 nữa. Vâng. 7 cân 700 nghìn. Vâng. Bác lấy tiền để trả con nhé. Vâng. Bác lấy tiền á, đợi bác nhé. Vâng. Bác trả tiền con nhé. Vâng. 7 cân 700 nghìn đó. Vâng. 4, 6, 700 nghìn này. Tôi cho cho nha. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gà nhỡ. Đẹp thật. Nào. Đó. Quá sức nở rồi. Ui ấm ấm rồi, ngày mai nở hết đấy. Ấm ấm ngày mai nở hết rồi. Bên này mà. Bên này các bạn. Đây. Mưa này mới để chưa nữa đâu.